hình ảnh lớp trưởng điểm danh sĩ số lớp vào đầu mỗi buổi học có lẽ đã quá thân thuộc với cuộc đời học sinh của mỗi người chúng ta. Ngày ngày đến trường, nhìn lên phía góc bảng đen là đôi dòng phấn trắng thông báo số lượng học sinh hiện diện và dán ngắt mặt. Khung báo sĩ số cứ theo năm tháng chiếm một địa điểm nhất định trên bảng và trong lòng ba mới học sinh, khác biệt là các đối tượng soàn xỉn xuyên cốt tiết, đi học trễ. Chỉ đôi dòng thông báo sĩ số ấy thôi nhưng lại là cả một vùng ký ức đáng nhớ của những năm tháng học trò. Thế mà ai cũng biết rồi đấy, nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò. Điều gì cũng có thể trở thành nguồn sáng sủa tạo bất tận của các gamer thủ học sinh, kể cả chính cái khung điểm danh sĩ số lớp đó. Chắc chúng ta sẽ khó mà tưởng tượng rằng lớp chuyên tin có thể viết ra cả một chương trình máy tính, lớp chuyên toán làm vài phương trình tính tích phân, căn bậc 2 hay lớp chuyên sinh thì đề cập cả quan điểm quần xã, các thể, chỉ nhằm thực hiện một công việc đã quá thân thuộc mỗi ngày chính là thông báo sĩ số lớp. Cùng ngắm nhìn những bản khung báo sĩ số lớp sáng sủa tạo nhất dưới đây rồi chúng ta sẽ thật lòng công nhận rằng học sinh thời nay luôn biết cách sáng sủa tạo cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc hơn. Khung xếp lớp chuyên hóa, toán, sinh, tin. Ảnh, Hoàng Tân rao trường người ta. Ảnh, Thanh Nhân rao trường người ta. Ảnh, Hoàng Hải Nam rao trường người ta. Ảnh, Huế Trân rao trường người ta. Khung xếp hậu cung. Ảnh Nguyễn Khánh Hiệp rao trường người ta. Cung xếp dự trái cây xuất khẩu. Ảnh Khánh Minh rao trường người ta.